Sáng hôm qua, Đảng ủy phường Cẩm Châu tổ chức hội thi tuyên truyền các quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Tham gia hội thi có 6 đội đại diện cấp ủy của 6 chi bộ khối phố trên địa bàn phường với 3 phần thi: thuyết trình theo chủ đề, xử lý tình huống và trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức về công tác xây dựng Đảng. Kết quả, chi bộ khối Thanh Tây đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi. Giải nhì thuộc về chi bộ khối Thanh Nam, chi bộ khối Sơn Phú 2 giải 3. Thí sinh Huỳnh Thị Thu của chi bộ khối Thanh Tây được trao giải tuyên truyền xuất sắc nhất. Qua hội thi, giúp cấp ủy các chi bộ trên địa bàn phường Cẩm Châu nắm vững các quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng để triển khai thực hiện hiệu quả tại chi bộ địa phương. Dịp này, Đảng ủy phường Cẩm Châu cũng tổ chức hội thi tiếng hát đảng viên với sự tham gia của chi bộ quân sự phường, chi bộ trường trung học cơ sở Nguyễn Du, chi bộ trường tiểu học Lý Tự Trọng và chi bộ trường mầm non Cẩm Châu. Trong đó, chi bộ trường trung học cơ sở Nguyễn Du đã đoạt giải xuất sắc.